Hello, chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn đó chính là một bản mod mới của vị tướng Nagaroth nữa, đó chính là Nagaroth Killua các bạn nhé. Ok, và bản này là bản mới nhất sau cập nhật, nên là bạn nào đang xem, nếu mà chúng ta đang cần tìm bản mod của Nagaroth thì đây chính là video mà các bạn đang cần rồi đó. Sau nữa mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn nhé. Và các bạn đang xem video trên kênh của mình thì đừng quên là cho mình xin nút like, đánh kênh vào chuông này để mình có các phần quà đưa tới cho tất cả bạn nhé. Ở đây thì mình cũng đã có cài bản mod skin trước rồi, nên là sau đây các bạn sẽ cùng mình cho trải nghiệm qua luôn skin này các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn vào vị tướng Nagaroth này. Và khi mà các bạn chúng ta chơi các skin ở trong các bản mod ấy, thì mình khuyên các bạn chúng ta nên chọn về skin mặc định. Đây mặc định như thế này. Hình ảnh thì ở cái đoạn này thì chúng ta mặc định thôi, nhưng mà hiệu ứng rồi skin các kiểu đều là của Killua hết các bạn nhá. Chúng ta sẽ chơi một cách mượt mà này, ngon xịn sò nhất mà chúng ta không bị lỗi luôn. Ok chưa? Đây thì mình sẽ vào và mình test tới cho tất cả bạn chúng ta xem qua luôn nhá, để xem skin ở trong bản này chúng ta có gặp lỗi các kiểu gì không này, có full hiệu ứng âm thanh các kiểu là không này. Đó, cho bạn xem qua luôn nhá. Đây. Hiện tại thì mình có vào trong trận đấu xong rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nâng cấp nhá. Bật hủy chiêu miễn khống luôn này, cộng chiêu cuối, chiêu 2 và chiêu 1. Skin này thì mình thấy là chơi cũng khá là đẹp nhá. Đây, đầu tiên thì chúng ta test hiệu ứng biến về trước này. Hiệu ứng biến về thì sẽ lên một chiếc ván lướt và có thêm một hiệu ứng ở phía đằng sau kìa. Ui, nhìn rất là đẹp luôn đúng không bạn nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta test qua chiêu 2 xem có giống như skin thật không nhá. Khi mà dùng chiêu 2 xong, các bạn thấy sẽ có một hiệu ứng ở phía trên đầu của Nagaroth Killua ấy, hiệu ứng màu xanh xanh ấy các bạn. Đó, hiệu ứng sấm sét màu xanh xanh, tia điện màu xanh xanh, nhìn rất là đẹp luôn đúng không các bạn nhỉ? Skin này thì mình cũng khá là thích chơi. Mình hay chơi na bằng skin này để mình đi rừng, tại vì skin này ấy, mình chơi cảm giác đánh rất là ngon, rất là mượt luôn. Bạn nào nếu mà thích sự trẻ trung một chút xíu này, mượt mà, thì bạn có thể chơi skin này các bạn nhá. Tiếp theo thì chúng ta test qua chiêu 1 này. Đây là hiệu ứng của chiêu 1, nhìn rất là ngon và rất là xịn sò luôn đúng không bạn? Các bạn nếu mà chúng ta cần các bản mod lẻ gì ấy thì bạn có thể comment xuống bên dưới ấy, để trong các clip sau mình đưa tới cho tất cả bạn. Một số bạn bảo là anh có skin của Ngụ Không này, Triệu Vân thì ok, nếu mà các bạn muốn nhiều thì trong các bản sau mình sẽ đưa tới cho tất cả bạn luôn nhá. Tiếp theo chúng ta test chiêu cuối xem có hiệu ứng ở trên màn hình không nhá. Ui, các bạn thấy không, như thật luôn đúng không, như thật luôn. Khi mà chúng ta dùng thì bên góc bên tay trái các bạn sẽ có hình của Nagaroth Killua kìa. Như thế này, nếu mà các bạn chúng ta chơi skin của Na ấy, các bạn quay các highlight TikTok này mà các bạn chưa tự tin là có skin ngon xịn các kiểu, thì các bạn có thể gọi là cài bản này vào quay highlight TikTok thì tuyệt vời luôn đúng không các bạn nhờ. Tại vì nó không khác gì skin thật luôn. Mỗi cái là kẻ địch này và đồng đội của chúng ta thì không thấy chúng ta có skin thôi các bạn ơi. Còn lại thì đều như thật 100% luôn các bạn nhá. Đó, các bạn dùng chiêu này, ui đẹp thật sự luôn đúng không bạn. Rồi ok, và sau đây chắc là mình sẽ hướng dẫn tới cho tất cả bạn cách để cho chúng ta cài và chúng ta chơi, chúng ta trải nghiệm luôn các bạn nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ thoát ra ngoài và chúng ta cài một ứng dụng tên là Zachiever này về cho mình. Thì mình cũng đã cài đặt sẵn ở đây trong đây xong rồi. Sau khi mà các bạn cài đặt xong ấy thì bạn sẽ mở ra này. Sau khi mở ra thì chúng ta sẽ tìm đến một thừa nó sẽ có giao diện kiểu như thế này. Các bạn sẽ tìm đến thư mục tên là download. Thì ở đây nhá, chúng ta sẽ có một file zip skin Killua, thì mình sẽ để phía dưới phần bình luận để các bạn chúng ta tải cái file zip này về nhá, dưới phần comment nhé các bạn ơi. Tiếp theo, sau khi mà tải về xong rồi thì chúng ta sẽ có file này, các bạn nhấn vào cho mình, nhấn giải nén tại đây này, thì nó sẽ yêu cầu các bạn một cái mật khẩu, bạn sẽ ghi giống như mình nhá. Đây, ghi giống ý hệt như này, thì nó sẽ ra file ở ngay phía trên đây. Thì các bạn chỉ việc chúng ta nhấn vào cho mình nhá. Trong đây thì sẽ có tập tin com.ganagame.kgbn này, các bạn nhấn vào cho mình. Trong đây sẽ có một phần file, thì bạn giữ vào file này cho mình, chọn vào sao chép này, xong chọn bộ nhớ thiết bị này, chọn mục Android này, chọn vào mục data này, chọn đến tập tin có hình liên quân tên là com.ganagame.kgbn nhá, nhấn vào. Và ở đây các bạn sẽ nhấn vào vòng tròn màu xanh góc dưới cùng bên tay phải màn hình. Đó, áp dụng thay thế này, thay thế một cái, ok, cho nên là đã cài thành công xong rồi. Và sau khi thành công xong thì chúng ta chỉ việc vào game để chúng ta trải nghiệm thôi. Nếu mà các bạn chơi xong rồi ấy, chán rồi, muốn xóa mod đi, thì các bạn chúng ta chỉ việc chúng ta quay lại sảnh chờ này,
nhấn vào nút cài đặt này, xong bạn nhấn vào khôi phục nhanh, ok một cái, và các bạn sẽ thoát game ra vào lại, coi như là chúng ta đã xóa mod thành công trong rồi thôi. Đó, ok, thì giờ video mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Chào, hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video sau hay hơn và bổ ích hơn nhá.